Và sau tiết mục này chúng ta sẽ được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp thật tuyệt vời của cái dòng quay này nha quý vị nha. Và những sản phẩm trước mấy quý vị có mặt trong buổi tối hôm nay thì cũng xin giới thiệu sơ qua về những cái dòng cây cũng như là những anh em nhà vườn đã kỷ niệm, đã tặng cho ban tổ chức. Trước tiên, trước mặt quý vị, đó là một tác phẩm xanh núi, một cây xanh trái nha quý vị nha, được làm tản vân cũng rất là duyên dáng. Và phía sau quý vị đây, đó là một tác phẩm xanh của Hội Sinh vật Cảnh Bắc Ninh, và đặc biệt là cây này là của anh Hòa Taxi đã tặng cho chúng ta trong đêm nay. Và một bức tranh, tranh thì cũng không phải là sở trường của em lắm nha quý vị nha, mà đây là một cái bức tranh của phố cổ Hà Nội, và mình nhìn thấy nó cũng rất là có hồn quý vị. Đây là một bức tranh của phố cổ Hà Nội tặng của câu lạc bộ phố cổ Hà Nội nha quý vị. Và bây giờ thì xin mời quý vị, những sản phẩm có trước sân khấu chúng ta ngày hôm nay và trước mặt quý vị đang có mức giá là 0 đồng, và cũng rất mong quý anh em nghệ nhân, quý anh em nhà vườn cũng như toàn thể quý vị có mặt bên dưới, chúng ta hãy cùng đưa ra mức giá đầu tiên cho ba sản phẩm này: một cây sam núi trái rất già và một cánh tay rất thân thương của anh Hùng Hát Phai, nhà vườn Hùng Hát Phai đến từ Phù Mỹ. Xin mời anh cho ra mức giá đầu tiên. Một tràng tay lớn hơn ở khu vực này cho nóng hơn quý vị ơi. Ba cây hả em? Hai cây một bức tranh thôi, mỗi cây 5 triệu và một bức tranh 5 triệu nữa là 15 triệu. Quá tuyệt vời. 15 triệu đang là mức giá đầu tiên đến từ nhà vườn Hùng Hát Phai. 15 triệu, một tràng tay thật lớn quý vị ơi. Đây là một bức tranh rất đẹp, rất có hồn trong ngày hôm nay nha quý vị nha, của câu lạc bộ bonsai phố cổ đã tặng riêng cho chương trình của chúng ta. Một bức tranh phải nói rất tuyệt vời, rất đẹp, và một cây sam núi trái rất già. Chúng ta có thể soi phía bên dưới quý vị, cái dàn xương dâm phải nói cực kỳ tuyệt vời luôn. Và một tác phẩm xanh cũng khá là điệu. Một theo hiểu biết của em thì đây là một tác phẩm xanh quê, một cây xanh lá kim nha quý vị nha. Cái này là cây xanh lá kim, có cái đường thân cũng khá là điệu. Và 15 triệu đến từ nhà vườn Hùng Hát Phai cho ba sản phẩm này. Chúng ta, những cái tay thân thương quý vị đâu rồi ạ? Ba tác phẩm này còn đang rất hợp lý trong buổi tối hôm nay nha quý vị nha. Rồi xin mời anh. Anh tự giới thiệu về mình. Dạ em là nhà vườn bonsai Chợ Lách. Thay mặt câu lạc bộ bonsai Chợ Lách, em xin đấu giá hai tác phẩm với bức tranh là 20 triệu. 20 triệu đến từ Chợ Lách Bến Tre quý vị ơi. Xin chân thành cảm ơn anh. Nhà vườn Ánh Cái Mơ đến từ Bến Tre đã đưa ra mức giá 20 triệu thật tuyệt vời, thật nóng cho ba sản phẩm này trong buổi tối đêm nay. Và cũng đang chờ những cái tay thân thương của quý vị, một cây sam và nói cực kỳ già. Đây là một sản phẩm của anh Vũ bonsai miền Trung như quý vị nha. Anh có biệt hiệu là anh Vũ Hoa Kỳ đã tặng riêng cho chương trình của chúng ta, và đây là một cây sam núi trái rất già, cây khai thác của quý vị nha, nên là cái độ già thì khỏi phải bàn cãi. Đặc biệt là cái dàn dâm phải nói rất cù và rất xịn rồi nha quý vị nha. Anh em mình có thể nhìn phía bên dưới, cái dàn dâm này thì quá hoàn hảo rồi. Đang chờ những cái tay thân thương, và những cái tay thân thương của quý vị phía bên dưới đâu rồi ạ? 20 triệu đến từ Ánh Cái Mương đang dẫn đầu trong buổi tối đêm nay cho ba sản phẩm này quý vị ơi. Và bức tranh này là đến từ bonsai phố cổ Hà Nội nha quý vị. Câu lạc bộ bonsai phố cổ Hà Nội đã tặng cho chương trình chúng ta đêm nay một bức tranh phải nói rất đẹp, và một cây xanh của anh Hòa Taxi
đã dành cho chương trình chúng ta, và một cây sam núi cái. Xin nhắc lại là đây là một cây sam núi cái hàng khai thác của anh Vũ, con trai miền Trung, đã dành cho chương trình chúng ta hôm nay. Và anh Ánh Cái Mương đang là người dẫn đầu và đang là người cho ra mức giá 20 triệu cho ba tác phẩm này trong ngày hôm nay. Những cái tay thân thương của tất cả quý vị trong đêm nay đâu rồi ạ? Mạnh tay hướng đi nào. Và bây giờ thì chúng ta đẩy một vòng để anh em mình phía sau cùng chiêm ngắm ba sản phẩm này, ba sản phẩm và đấy rất nhỏ dàng xương dâm của tác phẩm Sang Núi này cho quý vị nha. Cây già mà đẹp như thế này, to như thế này, chúng ta như nào, chúng ta có giữ lại bình định không? 20 triệu một bức tranh, hai cái tác phẩm đẹp như thế này rất hợp lý quý vị, đang còn rất hợp lý. Một cây sam rất già nha quý vị nha. Và bây giờ chúng ta đưa vào phía sau một vòng nữa, chúng ta sẽ đưa lên, cũng đang rất chờ. Rồi, xin mời quý vị hãy tiến lại gần để chúng ta có thể chiêm ngưỡng cây sam núi trái của chúng ta. Oh my god, đâu là tác phẩm, đâu là tác phẩm của bác sĩ nhỉ? Đây ạ, xanh rồi. Ra thì cũng xin lỗi tất cả các người trên và các anh các chị cũng như là các em và tất cả những người yêu mến cá cầu bạc trong cái buổi. Nước em là các bạn có bệnh rồi đó. Vâng. Lành chỉ là thằng bố bẩn thôi. Kiểu như là gì đấy. Nước em gã đồ bạc, ok. Cây xanh của Hòa, taxi. Vâng. Hiện nay đang có giá bao nhiêu? 3 cây, một cây sam núi trái, một cây xanh của anh Hòa và một bức tranh đang có mức giá là 20 triệu đến từ anh Ánh Cây Mơ. Câu lạc bộ Chợ Lách. Ừ. Tức là combo luôn đúng không? Cả nhà mình nhé. Anh em có thích combo không? Anh em. Tất cả những người yêu mình. Thực ra thì nếu mà gặp cá đồ bạc hôm nay thì chắc là anh em không biết tên. Ai đó cái tóc mà không biết. Nhưng mà lít lên là cá đồ bạc. Anh em cũng muốn cá đồ bạc sở hữu 3 tác phẩm này không? Cá đồ bạc đưa nói mấy câu cái. Đưa nói mấy câu. Rồi. Đây, anh Hòa Taxi là một trong những người mà rất nhiều những em yêu. Mình có một ý kiến này. Để, bởi vì đây là cá đồ bạc cũng là anh đầu nhớ hương. Anh nhớ đây cá đồ bạc cũng có một ví, lý do gì đó mà cá đồ bạc phải lên đi mua cái cây này. Nhưng mà tôi phải nói, tôi nói với anh em ở ban tổ chức đây này, cây của người ta tặng mình để đấu giá không được phép là để đấu giá chung một hộp mấy một cái tranh một cái này. Mặc dù cây của tôi có thể là 1 đồng, tôi không thích như thế. Cái lương tâm của tôi, cái cây này tôi nuôi 6 năm, tôi mang vào đây để tặng ban tổ chức đây để đấu giá lấy tiền để tác bảo. À, anh em mang ra để đấu giá với 2 tác phẩm này. Combo. Chỉ vì là đây cá đồ bạc có một cái phần gì ức chế sẽ mua cái này. Không ức chế. Không phải, nhưng mà ý tôi muốn nói là lần sau anh em rút kinh nghiệm, tất cả mọi người đây thử nghe có được không? Tôi tặng ban tổ chức cái cây này, anh em phải mang đấu giá hộp cái này, anh không tôn trọng của tôi. Bởi vì từ tâm tôi mang vào đây để tặng anh em để đấu giá cái này, không thể thế được. Cho nên anh em không tôn trọng tôi. Rồi sao mà anh Hòa nóng quá, anh nóng dữ vậy? Trong bàn tổ chức mà anh sao nóng được? Em đặt đây này, thay mặt cà này gì? Cho thôi. Rồi tất cả sẽ anh Hòa này. Anh sao mà? Đừng bao giờ suy nghĩ. Thôi nóng như thế không được. Theo một tư duy là cá nhân tôi, cá đồ bạc về miền Trung ngày hôm nay đó là sự kết nối đam mê. Anh Hòa, anh nghe em đi. Anh xong rồi. Cứ ngồi em đi. Không nói để giá trị. Anh. Cá đồ bạc không nói để giá trị một tác phẩm. Anh. Nhưng mà cái cây xanh này nhá,
cái cây xanh này. Ok. Lúc nào em trông thảo ăn mà sao? Anh em ơi, mọi người yêu mến cá đồ bạc, có thể cho cá đồ bạc phân tích một combo này không? Nếu mà mình cho tay em. Yeah. Rồi, chúng ta đến với nhau đó là giá trị của cuộc sống. Cuộc sống thì có người giàu và người nghèo. Cá đồ bạc đi lên và bước đi từ một gia đình rất nghèo là những bà thú chơi cây ấy, thì người ta dành cho ai? Dành cho quan này, dành cho tất cả những thế hệ chúng ta bây giờ nhá. Không phải thế, ngày xưa vua thì chơi lan, quan thì chơi trà. Xã hội bây giờ thế kỷ 21 không phải vậy đâu các bạn ơi. Triệu đến từ anh Đạt. Anh Đạt đá đang ra mức giá 20 triệu và chúng ta nhiệt độ cũng đang nóng và cũng một lần nữa thì cũng xin cáo lỗi. Vui lên và nóng hơn và dành những tràng vỗ tay thật đặc biệt cho anh Đạt đá trong đêm nay 25 triệu rồi quý vị. Alo.